Xin gửi lời chào trân trọng đến quý khán thính giả của VietFace TV. Quý vị đang theo dõi chương trình Câu chuyện thương mại trong tuần này cùng với Trọng Thắng và công ty Stem Cell, tế bào gốc, tế bào da. Và một lần nữa, trân trọng giới thiệu đến quý khán thính giả cô Rachel Nguyễn là tổng giám đốc điều hành của công ty. Gửi lời chào thân ái đến chị Rachel. Rachel thân ái, kính chào anh Trọng Thắng và quý vị khán giả. Vâng, trước hết thì trong câu chuyện mà nói chuyện của mình trong tuần này thì với một cái thời lượng rất ngắn, tuy nhiên là có nhiều những cái diễn biến quan trọng mà đối với lại công ty Stem Cell trong những cái tuần lễ vừa qua. Thì thưa chị là trước hết thì Trọng Thắng cũng có nhận được một số những cái email của các một số người đã gọi vào, gửi điện thư vào, và có một số những cái câu hỏi thì nhân trong cái câu chuyện thương mại tuần này thì Trọng Thắng cũng đặt vấn đề trực tiếp đến cho chị để chị có thể giải thích cùng với quý khán thính giả. Thì thưa chị, cái câu hỏi đầu tiên đó là một số người nói rằng là nghe những cái dư luận ở bên ngoài bảo rằng Stem Cell, tế bào gốc, tế bào da là một công ty ma. Thì cái câu chuyện nó như thế nào thưa chị? Cảm ơn anh và thưa quý vị là biết là trên đất Mỹ này đó, cái sự mà tự do ngôn luận, ai muốn nói gì, ai muốn nói công ty này như thế nào, công ty kia như thế nào, cá nhân người này thế nào, cá nhân người kia thế nào cũng được hết. Nhưng mà tất cả đều nằm trong phạm vi cũng tự do ngôn luận trên đất Mỹ. Đó là lý do tại sao mình sống trong nước ngoài, mình có quyền nói, mình có quyền phát ngôn, mình có quyền nói những gì mình muốn nói. Nếu mà công ty Stem Cell, tế bào gốc, tế bào da mà công ty ma thì chắc chắn là Rachel không ngồi ngày hôm nay. Cái việc đó là Rachel là quý vị phải khẳng định được nó là như vậy. Tại vì khi công ty Stem Cell, tế bào gốc, tế bào da làm và hoạt động qua một năm nay trên thị trường của Việt Nam thì có nhiều cô chú giúp được nhiều cái sức khỏe được hồi phục, giúp được nhiều những cái phương diện khác nhau trong cái cuộc sống của mình. Thì công ty vẫn hoạt động và công ty vẫn có order hàng và cũng ship hàng đi. Thành thử đó là không có lý do là công ty ma được nữa. Cảm ơn chị Rachel nhiều lắm. Và cũng chắc chắn là như vậy, từ vì bởi vì những cái hàng hóa này với những cái sản phẩm của Stem Cell, tế bào gốc và tế bào da thì cũng ra đời trước hết là tế bào gốc trước và qua những cái viên thuốc uống, và sau đó thì một thời gian thì công ty đã cho ra đời tế bào da là một cái sản phẩm mới của công ty. Thì thưa chị là một trong những cái câu hỏi khác của quý khán thính giả cũng muốn hỏi và dư luận ở bên ngoài, những cái nguồn tin có người thì nói rằng là trong cái tế bào gốc này và những cái sản phẩm của công ty Stem Cell là có chất độc ở trong đó. Thì thưa chị thì xin mời chị có thể giải thích rất kỹ lưỡng cho quý khán thính giả. Được anh. Thì như anh biết là quý vị cũng biết, khi quý vị nào đã dùng Stem Cell tế bào gốc trong một năm vừa qua, công ty Stem Cell tế bào gốc, tế bào da đã có trên một năm trong thị trường của người Việt của chúng ta. Thì nếu thật sự trong viên thuốc có những chất độc này, chất hóa tố này, chất nọ trong viên thuốc, thì một cách nó rất là đơn giản, khi mình buôn bán một cái món hàng trên đất Mỹ này, nhất là mình nói về vấn đề supplement, nhất là mình nói về vấn đề mỹ phẩm, là mình phải đi qua một cái giai đoạn của cái sự FDA chứng nhận và những nhiều cái thủ tục khác nhau để mình được certify. Và khi mình đi vào trong những cái giai đoạn certify và chứng nhận như vậy thì mình phải có submit tất cả những cái ingredient nào nó nằm trong một cái viên thuốc. Mà nếu mà trong viên thuốc nó có những cái chất tố mà nó sẽ gây hại đến cơ thể con người của chúng ta thì chắc chắn là FDA không cấp bằng thương mại cho công ty của Rachel hoạt động trên đất Mỹ này nói chung. Nếu mà cái chuyện nó rất là đơn giản, khi mà quý vị nào đã dùng viên thuốc Stem Cell trong một năm vừa qua và cho tới ngày hôm nay thì mình hiểu rõ rằng đâu có chuyện gì đâu. Mình rất là một cách đơn giản, mà nếu mà thật sự cái sự mà trong viên thuốc nó có những chất độc thì nó cũng rất là đơn giản, mà quý vị có thể đi những cái laboratory, những cái phòng lab local ở nhà của mình, gần nhà của mình có mang viên thuốc test giùm tôi viên thuốc này có chất đó hay là không, thì người ta sẽ có câu trả lời liền tức khắc, nó không tốn bao nhiêu tiền hết trơn, rất là một cách đơn giản mình có thể làm một công việc đó, mình không cần mà phải có những cái những cái mà bự gì to lớn mình khám phá, cái chuyện mình khám phá một viên thuốc có chất độc hay không chất độc rất là dễ dàng, nó không có gì mà khó hết trơn đó anh. Dạ vâng. Vâng, thưa chị Rachel và thưa quý khán thính giả, là được biết trong những cái tuần lễ vừa qua, ngoài những cái dư luận nói trên thì cũng có rất là nhiều những vị cao niên mà đã sử dụng qua những cái thành phẩm của công ty Stem Cell, tế bào gốc và tế bào da, cũng đã có những cái cuộc điện thoại đến để khuyến khích cho công ty, cũng như là ủng hộ và hỗ trợ tinh thần đến cho chị Rachel cũng như là công ty Stem Cell, phải không thưa chị? Dạ đúng vậy. Sau khi những cái chuyện mà mang ra những cái hoang mang, mang ra những cái vấn đề về công ty của Rachel làm việc, thì có nhiều cô chú trong cũng gọi vào là cũng thắc mắc có cái dư luận như vậy có đúng hay là sai, sự thật nó như thế nào. Thì tất cả những nhân viên trong công ty cũng cắt nghĩa sự thật nó là như vậy, và cũng có nhiều cô chú mà đã biết chính bản thân Rachel là ai và biết cái công ty làm việc như thế nào, thì cũng nhiều cô chú cũng cổ võ cho Rachel là con phải tiếp tục, phải quảng cáo thêm, phải giải thích thêm và phải trình bày thêm thì cho mọi người hiểu. Mà khi mà mọi người hiểu như vậy đó thì người ta sẽ không có làm cái gì, sẽ làm sự khó khăn trên công việc của con làm. Công việc của con đang làm bây giờ đó là mang đến cái sức khỏe cho những cô chú đây, và cô chú đang dùng một năm nay nó đâu có thấy gì đâu. Thì đó là một trong những cái lời mà khuyến khích. Nhiều cô chú gọi vào và nói khuyến khích Rachel như vậy, thì làm cho Rachel cảm thấy mình có một cái cộng đồng nhiều người ủng hộ và yêu thương chính cá nhân Rachel, và cũng yêu thương công ty làm việc trong quá trình một năm qua. Thì Rachel cảm thấy đó là một cái big encouragement mà để tiếp tục làm cho cái công việc này. Còn cái chuyện mà đánh phá hay cái chuyện tiếng này tiếng nọ, nói công ty ma hay là có độc hay là vân vân, nhiều vấn đề trong cái viên thuốc của Rachel. Rachel coi cái việc đó là không phải là cái việc lớn. Thì cũng có nhiều nghi vấn là nói là tại sao công ty không lên tiếng, tại sao công ty không làm talk show liền, không phản ứng liền, không như thế này, không như thế kia. Và tại vì Rachel cảm thấy cái đó là không phải là một cái big mà Rachel cảm thấy. Tại vì Rachel cảm thấy là cái big hơn nữa đó là Rachel thấy là công ty của Rachel đang hoạt động trên đất Mỹ và có giấy phép và có tất cả những theo luật pháp của Hoa Kỳ. Tất cả điều cái đó thì Rachel đã thấy là chính bản thân mình đã thấy mình đủ rồi. Anh thử đó, cái sự đánh phá thì Rachel nghĩ cái sự mà tự do ngôn luận, tự do như thế nào vì cạnh tranh hay vì cá nhân nào không hài lòng cái gì thì nói chuyện nó sẽ happen, nhưng mà Rachel cảm thấy cái đó là nó không có discourage Rachel được. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và thưa quý khán thính giả, chương trình của chúng tôi thời lượng không cho phép để chị Rachel tiếp tục tâm tình và gửi đến cho quý khán thính giả những cái câu trả lời thêm nữa tùy theo những cái sự thắc mắc của quý vị. Xin quý vị đừng ngần ngại, hãy vào website tìm lại tuyixuan.com hoặc quý vị gọi trực tiếp cho công ty thì quý vị sẽ có những câu trả lời rất thỏa đáng. Và một trong những cái dư luận vừa qua và có những cái lời rất là hàn học ở trên những cái trang mạng, phải nói là để kết thúc chương trình thì rất nhanh, rất lẹ, thì Trọng Thắng cũng có thấy một số những cái dư luận lại nói rằng là đây là một cái công ty của Việt Cộng. Thì thưa chị, Trọng Thắng mời chị có thể giải thích cho quý khán thính giả. Thật sự Rachel không biết Việt Cộng là ai. Rachel lớn lên trên nước ngoài 7 tuổi. Thì khi mà Rachel nghe những nguồn tin Rachel là Việt Cộng thì Rachel cảm thấy là đây là một trong những cái hình thức nào đó. Có thể trong quá khứ có nhiều người trong giới làm ăn khác nhau và cảm thấy công ty này có một cái sự grow và được sự yêu chuộng của cộng đồng, được sự mến mộ của cộng đồng. Thì một phương cách nào đó nói là Rachel, công ty của Rachel thuộc về một nước da hoặc Việt Cộng, thì Rachel cảm thấy cái sự mà nói đó nó không thật sự là đúng. Là tại vì Vì Châu cảm thấy là khi mà mình nói về trong một cái phương diện về thương mại, mình nói về trong một phương diện về thuốc hay là về kem, về vấn đề mà cạnh tranh, vâng, thì khi mình đưa vào trong một cái công việc về mà politics, về chính trị, thì chắc chắn là Rachel không cảm thấy cái đó là đúng, tại vì Rachel đâu làm chính trị đâu, Rachel chỉ muốn phục vụ sức khỏe thôi. Để cái điều chắc chắn mà nếu mà công ty của Rachel, công ty của một xứ sở Việt Cộng, là cái chắc chắn điều đó không đúng. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã đến trong chương trình Talk Show thương mại trong tuần này. Và thưa quý khán giả, mọi câu hỏi, mọi thắc mắc xin quý vị vào website tìm lại tuổi xuân.com. Và một lần nữa cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn anh và xin cảm ơn quý vị. Và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt.